khuyết điểm của em chắc nhiều hơn ưu điểm. Khuyết điểm của em thì em hay nghĩa điện thoại của anh lắm. Mật khẩu điện thoại chắc là anh tự khai, hầu như là tất cả đều là lỗi của em. Em thì lập trường em không vững lắm, em hay bị tác động ở bên ngoài đó. Cái tính vậy không tốt của anh. Thì đó em, anh biết không tốt anh rồi. Anh tên là Kim Liên. Hiện nay thì em 27 tuổi và em đang là sinh viên năm cuối. Ngoài ra thì ở nhà em cũng có mở một cái quán trà sữa nhỏ nhỏ để kinh doanh. Dạ, em ở Củ Chi. Rồi hôm nay đem này lên đây làm chi đây? Dạ, đặc sản bánh tráng là em tự làm hết. Ồ, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Xin chào em gái bên kia. Dạ, em tên là Lê Hải Quân, em năm nay 28 tuổi. Em đang làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty bất động sản Hoa Sen ở dưới Bình Dương. Hiện tại thì em cũng đang ở Bình Dương nhưng mà cũng chạy ngược chạy xuôi Sài Gòn suốt, tại vì có chi nhánh Sài Gòn. Ủa, bạn gái học năm thứ ba hả? Dạ, em đang học năm cuối anh Quỳnh Linh. Năm cuối là học về gì em? Em học về công tác xã hội anh. Mà học năm cuối thì là 22 tuổi thôi chứ sao em tới 27 tuổi? Tại vì lúc trước em có học bên du lịch xong em đi làm rồi. Bạn gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chung là em có nhiều điểm mạnh lắm. Khoe đi em, khoe thoải mái cho bạn trai biết thôi. Hồi mà em còn khoảng 17, 18 tuổi á, điểm mạnh của em á là về thể thao. Em rất là thích thể thao, em chơi được tất cả các môn. Rồi bây giờ thì em bắt đầu lớn lớn hơn, bắt đầu muốn có ai đó đi cùng mình nên em bắt đầu tập nấu ăn. Và nay thì em cũng nấu được nhiều món rồi nhưng mà đa số là những món em thích. Anh có thích ăn gà không? Có, em có, anh cũng không có kỹ năng lắm nhưng mà anh thích những người mà kiểu như biết nấu ăn hoặc là tập nấu ăn cũng tốt. Về công việc thì em là một người rất là trách nhiệm. Nếu mà em đã nhận cái việc đó rồi thì em nhất định em sẽ làm cho xong. Ưu điểm đó là còn khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm của em chắc nhiều hơn ưu điểm. Khuyết điểm của em thì hay tò mò. Họ để hỏi trước anh trai bên kia anh có ghét tò mò không, chứ em là nếu mà quen nhau thì em hay nghía điện thoại của anh lắm. Mà đặc biệt là em nhớ bát cực kỳ giỏi luôn á. Bát gục hay là những cái mật khẩu điện thoại chắc là anh tự khai. Có lục bóp không? Dạ không, em không thích lục bóp chị. Bóp thì em sẽ khuyến khích về đưa bóp. Dạ, còn cái khuyết điểm nữa là em thấy là em có tính suy nghĩ. Ví dụ em chỉ thấy anh lạ lạ em là... vẽ ra một câu chuyện. Dạ đúng rồi. Chà, em phải chuyển qua làm biên kịch em để viết kịch bản phim á. Dạ, hồi đó em cũng có ước mơ đó. Vậy luôn hả? Đó. Rồi, bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi em? Khoảng 3 mối tình, gần nhất là chia tay khoảng gần 1 năm. Trước Tết. Quen mấy năm mà chia tay? Dạ, quen được 5 rưỡi. Lý do tại sao chia tay bạn? Hầu như là tất cả đều là lỗi của em. Em thì lập trường em không vững lắm, em hay bị tác động ở bên ngoài đó. Cái tính vậy không tốt của anh. Thì đó em, anh biết không anh tốt mà, rồi. Anh mà về với em là không được rồi. Thì ta khai ra, ta thật thà khai ra, từ từ rút kinh nghiệm, có thể là bồi dưỡng thêm thì cái đó nó bớt hơn đúng không? Dạ, thật ra bây giờ khi em đã ngồi đây thì em biết là những cái đó là nó không tốt rồi. Đúng rồi, mình muốn tìm một cái tình yêu thế nào đây bạn gái? Em không cần gì nhiều hết á, chỉ cần người đó thương em là được. Mình phải có cái chuẩn, cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào chứ? Cao hơn em một xíu là em được chứ anh. Dạ, em 1m58 anh. Bạn trai mét mấy? Dạ, em 1m66. Rồi, tốt rồi. Rồi, bây giờ chiều cao là ok đó, em còn yêu cầu gì nữa không? Dạ, đen hơn em. Em không, không có thích điều gì ở người bạn trai nữa. Em không thích con trai mà ăn mặc lè loẹt, lúc nào cũng chỉnh chu hơn con gái khi mà đi ra đường. Là em bắt đầu em suy nghĩ ra những chuyện mà... Thôi được rồi, được rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Bên đây khó lắm rồi nè. Em đừng suy nghĩ nữa. Anh thấy nãy giờ cũng nói, tôi nói quá dạ, nhiều. Chào anh. Chào em, dễ thương mà sao khó vậy? Không thích cái này, không thích cái kia, không thích cái nọ hết trơn luôn. Mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình. Lý do sao chia tay? Chắc tại em nói nhiều quá. Đó, nói đi. Rồi cái chuyện mà theo dõi điện thoại rồi này kia đó. Bởi vậy em mới ế anh. Quen nhau mấy năm mà chia tay? Dạ, khoảng 3 năm mấy. 3 năm mấy luôn? Em không thích người đàn ông cái gì? Dạ, thì em không thích người đàn ông mà gia trưởng mà anh đó không có rồi. Vậy thôi đó hả? Dạ, nói chung là nếu mà người ta không gia trưởng thì từ từ những cái mà mình thích đó, mình sẽ nói cho người ta hiểu. Nhưng mà em nghĩ em nói riết là người ta cũng chịu à. Với khả năng nói của em là nói hồi là ai cũng chịu hết trơn á. Bạn trai, cũng... mẫu người lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Em quan tâm nhiều về việc công nhu còn hạn, có nghĩa là về giao tiếp. Ngoại hình, ngoại hình vậy. Dạ, tại vì tính của em không quan trọng quá nhiều về ngoại hình. Nhưng em cần cái... Em chào chị Cát Tường. Không quan trọng bề ngoài hả? Thì nhìn được đó chị. Đừng có ví dụ như lẽ lùn hô xuống hay này kia quá đâu. Bây giờ em đoán thử là bạn gái bên này là như thế nào? Theo như em nãy giờ em nghe đó. Ngoại hình xinh xắn, em nghĩ là không có mập lắm đâu. Nói nhiều thì chắc là không mập. Ra hết năng lượng rồi. Ra hết năng lượng rồi. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Nhà em hối lắm mà. Nhưng mà ít ra cũng phải quen khoảng 6 tháng. Mà mình đã chuẩn bị gì chưa mà hối? Em nhiều cái định hướng thôi chứ thật ra trong tay cũng chưa có gì nhiều. Nhiều định hướng là ví dụ gì đó em nói thử. Em muốn là sau này về ví dụ như vợ đó.
mở một cái cơ sở nhỏ làm, chứ không phải chạy ngược chạy xuôi làm ngoài nữa. Còn em sẽ người làm ngoài. Mình dự định là mình sẽ ở chung với cha ba mẹ luôn hay là mình ở riêng? Không vậy, ở riêng. Thì em sẽ lập nghiệp Sài Gòn hoặc là Bình Dương thôi. Còn nhà em ở Bình Phước. Xong hôm nay anh chuyển qua Củ Chi ở không anh? Anh có một cái dự án ngay chỗ gần nhà em, ừ. Cầu vượt Củ Chi. Bây giờ một câu cuối cùng là em có cái gì em không thích ở người phụ nữ? Lịch sự, có kém thông minh á, có nghĩa là người ta nói giỡn thôi mà mình cứ suy ra nó quá nhiều thứ. Em thấy cô kia có này lăn nói rồi. Hả? À, vậy thôi khỏi. Được rồi. Lăn quá. Thì nó ngược lại cái ý kém thông minh, nhưng mà cái vụ mà suy nghĩ nhiều thứ là cũng giống nhau đó nha. Anh có một phần quà. Dạ rồi, em cảm ơn. Chúc được, anh nguyên chung dĩa đi, lát anh tự dạ. Anh làm gì anh làm. Em gửi anh nè, cái này là bánh tráng em tự làm hết á. Chắc là anh sẽ qua nhà em ăn cái này thường xuyên. Dạ. Cái gì thì nhà em không có nhiều, chứ riêng bánh tráng em có thể nuôi anh tới trọn đời. Em không thích những người quá trầm. Còn chắc có thể là anh sẽ trầm hơn em á. Tại vì có thể lớn tuổi hơn anh sẽ nói ít hơn, nhưng anh suy nghĩ được khá nhiều. Em đang cần một người trầm hơn em để kéo. Lúc mà em tăng động quá, mẹ kéo em xuống. Em ít nói chuyện với người lạ lắm. Khi mà người lạ mà nó tiếp xúc với em á thì sẽ rất là khó. Mà khi mà quen em rồi á, người nào cũng vậy hết á. Gặp em lần đầu rất là thích em, gặp lần hai bớt thích lại, gặp lần ba là chạy luôn. Tại vì em nói quá nhiều. Anh nghĩ là em nói cũng chuẩn, không có gì là sai lỗi gì hết. Đừng có nói bậy bạ lung tung quá được. Ví dụ nói xấu cái này kia thì anh không thích. Còn nói chuyện tương tác xã hội có gì đâu. Anh có thích hay bị cằn nhằn không? Thật ra thì anh không thích bị cằn nhằn lắm. Nhưng mà cái nào anh sai thì em nói anh nghe. Anh chỉ có, anh không hút thuốc nè. Có tật là, không phải tật, nhưng mà thật ra là nghề của mình phải nhỏ chút xíu. Ờ đúng rồi. Còn hình chắn không có tật gì nhiều đâu. Dạ. Khi nào thì em xác định sẽ lập gia đình. Một năm nữa em ra trường rồi công việc ổn định thì nếu cưới thì được. Thật ra là anh muốn cưới sau đó khoảng vài năm mới sinh con. Khi con nhìn cô đó con rất là quý. Tại vì người ta nói là gọi là người mẹ thế nào thì con cũng phải ít, nó phải được 80%. Em hỏi anh thật nhiều à, xem dạ. Anh có lỗi gì hoặc là có cái gì em không thích. Dạ không, nếu mà nãy giờ nghe anh nói thì không có phạm vô những cái lỗi của em ghét. Còn những cái kia thì về rồi mình tự mình tìm hiểu sao. Em nói là ấn tượng ban đầu của người khác về em đó nó giảm dần dần dần. Dạ. Thì em ví dụ như tính của em có phải quá khó hay là chịu với vấn đề là nói nhiều thế? Dạ em nghĩ em chỉ nói nhiều thôi. Bây giờ nãy giờ hai quả cũng nói chuyện rồi à, chúng ta xem lại xem à... mình cảm nhận về nhau thế nào. Rồi. Anh lên lại gần em xíu, tại anh đây em không thấy. Đúng rồi, đi lại gần đi anh. Em rồi, đứng em lên có thể hát một bài nào đó thật là ý nghĩa tặng cô gái. Hai người nắm tay nhau luôn. Nào, cứ nắm tay nhau. Chúng ta tạo điều kiện cho bạn cảm xúc với nhau nha. Để em hát đúng đoạn, rồi. Đoạn chút xíu thôi. Rồi, nắm tay cô ấy hát đi em. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Em hát được tiếp không? Dạ không, em hát dở lắm. Hai người nói, nhìn nhau nói đi, các bạn cảm nhận gì về nhau? À, nhìn bạn, mới đầu em cảm giác giống như tiểu thư. Sau đó bạn nói chuyện là về vấn đề lập gia đình, về học nấu ăn, rồi khoe về mẹ. Thì em thấy là bạn cũng có trách nhiệm với gia đình. Thứ hai là em cũng thích những người phụ nữ mà nhắc nhiều về gia đình. Nói dạ. Quấy á. Nói với cổ, nói dạ. Với thôi em nhận xét em. Thì em thấy anh cũng vui. Nói chung là cũng khoảng 70%. Còn nhiều hơn thì chắc phải để em tìm hiểu. Còn mà em muốn nói với anh là khi mà em cằn nhằn nhiều thì anh hãy biết là anh có cái vị trí rất là quan trọng trong em. Đừng có bực bội. Có gì sợ em cằn nhằn sai thôi. Còn dạ. Thường thường thì khi mà em hỏi cái gì đó anh hầu như anh đều trả lời thẳng thắn lại. Còn nếu em tiếp tục cằn nhằn thì anh cũng hơi dạ. Khó chịu. Thí dụ em muốn nói là khi mà em nhắn tin hay gì á, dù anh đang bận đúng không, anh chỉ cần 2 giây thôi, nhắn là anh đang bận, anh nhắn tin lại sau là em sẽ không làm phiền anh nữa. Còn anh cứ im là bắt đầu những tin nhắn sau là em sẽ suy diễn ra đó. Anh sợ vậy đó, có nghĩa là nhiều khi đang bận thiệt, nhắn tin anh đang bận nhưng mà vì sao thế thì anh không em không hỏi. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người nói một câu một thôi, chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đứng trên sóng truyền hình, anh không muốn nói dối cái gì hết. Em muốn cái người trong người anh có gì anh khai ra hết như vậy. Hồi nãy giờ anh cũng nói rồi, anh rất là ấn tượng về em với lại cô đây luôn. Với lại khoảng cách địa lý thì cũng rất là có lợi. Anh hy vọng là không thể là mười mấy phút này mà mình yêu nhau hay này kia được. Nhưng mà có thể là cứ trao đổi thêm. Ít ra nếu không phải là tình yêu thì có thể là bạn bè hoặc anh em trai gì đó. Anh rất muốn, anh cảm thấy tiếc nếu mà chúng ta bỏ lỡ cái duyên này. Em thì nói chung là em không có thích cái người mà hứa hẹn nhiều.
yêu á, nó không phải là hứa hẹn mà nó chỉ là những cái ngày bình yên sống bên nhau thôi. Mình ở cùng nhau bình yên nó đi qua vậy thôi, chứ đừng có hứa quá, hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều thì cũng không tốt. Em cũng không có hứa. Cưng ngồi xuống đi. Mỗi người có một câu là hết giờ. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút để tìm người yêu. Chứ ở đây không phải bấm nút để làm bạn hay làm em nuôi, em họ, em gái gì ở đây hết nha. Còn khi mình suy nghĩ xác định, mình bấm nút là mình phải quyết định tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Này. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. À, lời nói của anh Linh với chị Tường làm em chợt nhận ra là cũng chưa có cảm xúc nhiều về, ví dụ như chị nói là nhất định phải trao duyên để yêu thương thì em sợ mất cơ hội của bạn. Chính xác. Anh hy vọng em hiểu anh nói gì. Dạ, không có gì. Tại nếu mà mình không có một cái gì đó thật sự cảm thấy rung động về nhau á, mà mình bấm thì nó cũng... Người khác, dù mặc dù là người khác không biết nhưng mà mình cũng cảm thấy dối lòng. Chính xác là như vậy. Bởi vì các bạn không bấm cũng không sao cả. Nếu tôi bấm là tao trao cái duyên mà mình không có yêu thương, mình không rung động, mình bấm là mình hại người ta. Chứ không phải bấm như vậy tốt như người ta đâu. Và em đã làm đúng trái tim của em. Cảm ơn em vì điều đó. Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình.